Thưa quý vị, liên quan đến công tác phân bổ số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, sáng 5 tháng 11 năm 2023, lực lượng chức năng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 với số tiền gần 124 tỷ đồng. Địa điểm tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini được thực hiện tại nhà văn hóa phường Khương Đình. Sáng cùng ngày, phóng viên báo Thanh Niên đã có mặt tại nhà văn hóa phường Khương Đình để ghi nhận công tác phân bổ nguồn tiền ủng hộ cũng như cảm xúc đón nhận tiền hỗ trợ của các nạn nhân sau hơn một tháng chờ đợi. Tuy nhiên, lực lượng công an phường Khương Đình đã ngăn không cho phóng viên tham dự với lý do lượng tiền rất nhiều nên hạn chế người vào. Theo nội dung văn bản gửi phóng viên sau đó, ngày 3 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án phân phối sử dụng nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ. Theo đó, ban vận động quyết định hỗ trợ cho 144 nạn nhân vụ hỏa hoạn là những người đang sinh sống thường xuyên, có mặt tại chung cư mini tại thời điểm cháy và chịu ảnh hưởng trực tiếp do vụ cháy gây ra. Mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ chia làm hai đợt gồm: đợt 1 đã thực hiện hỗ trợ 6 tỷ 126 triệu đồng, đợt 2 hỗ trợ 123 tỷ 940 triệu đồng, thực hiện từ ngày 5 tháng 11. Trong đợt 2, nguồn tiền được phân bổ hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm 1 hỗ trợ bổ sung 40 triệu đồng cho một trường hợp sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Khương Đình đã hỗ trợ đợt 1. Nhóm 2 hỗ trợ 89 tỷ 600 triệu đồng cho người sống trong tòa nhà, trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho người còn sống là 88 người với số tiền 700 triệu đồng một người. Hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong là 56 người, tức hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng số tiền 500 triệu đồng một người. Nhóm 3 hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương số tiền 15 tỷ 100 triệu đồng, trong đó hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày là 3 người với số tiền 300 triệu đồng một người. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên là 33 người với số tiền 400 triệu đồng một người. Hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo là 1 người với số tiền 1 tỷ đồng. Nhóm 4 hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em, tổng số tiền 19 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ một sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng cho trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Hỗ trợ 4 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho trẻ mất cha hoặc mẹ. Hỗ trợ 22 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng cho trẻ dưới 16 tuổi có cha mẹ còn sống. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 là 130 tỷ 120 triệu đồng. Riêng số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng. Được ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12 và rạng sáng 13 tháng 9 tại phố Khương Hạ đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng cộng hơn 132 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ các nạn nhân. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.